Cô xin chào tất cả các bạn nhỏ đã có mặt trong lớp học ngày hôm nay nha. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyên. Hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn một món thức uống. Các bạn có biết hôm nay chúng ta làm gì không? Làm gì? Món gì ta? Đúng rồi, chính là món dâu ua trái cây nha. Các bạn nào đã từng ăn món này chưa? Giờ đây cô coi thử coi các bạn đã ăn món này chưa ta? Rồi, để các bạn nào á biết là món này chưa, mình đã ăn rồi, mình đã từng làm món này chưa? Chưa đúng không? Vậy hôm nay chúng ta sẽ tự thực hành làm cho mình một món dâu ua trái cây, chịu không? Nhỏ quá cô không nghe có chịu không? Ủa, các bạn nhỏ cô rất là giỏi luôn nha. Trước mặt của chúng ta có một cái ly nhỏ, cái ly đó đựng cái gì các bạn có biết không? Đựng gì? Đúng rồi, chính là mứt. Ở đây có rất là nhiều loại mứt các bạn. Có tác dụng gì? Có tác dụng gì ta? Bổ, đúng rồi, rồi gì nữa không? Có bồi dưỡng nè, rồi có dâu uống tác dụng gì nữa ta? Các bạn nào biết không? Có ngoài vitamin là làm gì nữa ta? Đúng rồi, chính là làm da đẹp rồi. Còn một tác dụng rất là bổ ích luôn. Các bạn có biết là gì không? Rồi, cô là gì ta? Hệ tiêu hóa của chúng ta rất là tốt nha. Rồi, cho cô hỏi tay đẹp đâu là tay đẹp đâu? Cầm ly mút của chúng ta lên nào. Mút đâu? Cầm lên cho cô xem với. Rồi, mỗi bạn đều có một ly mút đó đúng không? Cầm ly mút lên cho cô. Và đây là một cái liên thông liên trong của chúng ta đúng không? Các bạn vui lòng cầm muỗng mút bút đi bút vào đây để trang trí cái ly giùm cô được không? Và các bạn lưu ý khi trang trí chúng ta chừa lại một miếng bút để cho bước cuối cùng nha, đừng bỏ vào hết. À làm lo làm nó nhiều chuyện à. Trang trí xung quanh cái hành ly bút này các bạn trang trí cho cô giống như vậy nha. Và lưu ý không bỏ hết bút vào ly nha, phải chừa lại một chút giùm cô nha. Để dành lát bỏ lên trên. Rồi đúng rồi, được rồi. Các bạn đâu cầm lên cho cô xem với. Ly của các bạn đâu giơ lên cho cô coi với nha. Rồi, các bạn của cô rất là giỏi luôn. Đúng rồi. Rồi, đặt ly xuống và sữa chua đâu, sữa chua đâu? Sữa chua, lấy hộp sữa chua đâu? Sữa chua đâu? Các bạn cầm sữa chua các bạn lắc đều thiệt đều lên cho cô nha. Lắc đều thiệt đều lên cho cô. Các bạn nào biết lắc sữa chua đều để làm gì không? Các bạn nào biết lắc sữa chua đều để làm gì không? Cho nó đều đã. Rồi, cho vị ngọt của chúng ta đều thì đều được không? Rồi, đặt hũ sữa chua xuống nào, đặt hũ sữa chua xuống nha. Và bây giờ các bạn ngồi yên tại chỗ giùm cô. Trong quá trình để chúng ta cho cô giao lưu với các bạn một chút nha. Hôm nay các bạn đến Tiny World chơi có vui không? Nhỏ lắm cô không có nghe có vui không? Rồi, ở Tiny World các bạn chơi được gì rồi? Các bạn nào chơi được gì rồi nói cho cô nghe với. Cô chơi được nhà banh nè, rồi các bạn chơi được nhà cát, rồi các bạn nào chơi được gì nữa không ta? Búp bê. Rồi cho cô hỏi nha, ở búp bê các bạn được làm gì ở trong khu búp bê đó? Quá trang. Quá trang làm em sao? Có gì trong khu búp bê nè? Đúng rồi, chúng ta hóa thân thành công chúa nè, đúng không? Ừ, tôi mình thành công chúa rồi hả? À, các cô có thích tóc cho con không? Có hả? Con được làm công chúa, con được các cô có thích tóc không? Đó, ai thắc, ai thắc. Nào mà muốn thích tóc, chúng ta nhanh chóng tới phòng búp bê ta ra nè.
này còn chơi được gì nữa ta? Chơi được cá. Ở cá có gì không? Ai hát? Wow, các bạn được tạo thành hình rồi nào. Ngoài cái cá thì các bạn chơi được gì nữa? Các bạn nào chơi nhà bánh không? Có không? Ở nhà bánh con thấy có cái gì mới ta? Ngoài bánh thì còn cái gì nữa? Đúng rồi, có cầu tù. Các bạn đã đi sâu vào nhà bánh chưa? Có một trò đu dây các bạn nào chơi chưa? Thôi, các bạn nhỏ đây được chơi trò đu dây ở ngoài khu vực nhà bánh chưa ta? Chơi hết rồi đúng không? Rồi, còn nhiều khu, có khu nào các bạn chưa được chơi không? Hãy giúp chơi các bạn em chọn nha. Bạn nào mà không biết mở, chúng ta giơ tay lên, cô sẽ tới hướng dẫn nha. Rồi các bạn nào mà mở giao ô xong thì đặt xuống giùm cô chưa được cầm lên nha. Xong chưa? Xong chưa ta? Cô nha, đổ từ từ thôi nha. Đổ đi, đổ từ từ vô. Đổ từ từ vô. Rồi mình lấy cái muỗng mình cạo nó xuống. Lấy cái muỗng cạo nó xuống. Cái muỗng tao lấy cái muỗng cạo nó xuống. Cái này đã xong chưa ta? Cạo cái muỗng vô kìa. Đổ từ từ hết rồi hả? Rồi, cuối cùng rất là đơn giản. Ly mất còn lại các bạn đổ lên mặt bên trên. Vô giúp cô nha. Rồi, các bạn đổ hết mất vào giùm cô nha. Lấy cái muỗng múc nó xuống nha. Lấy cái muỗng múc nó xuống. Đúng rồi, các bạn bỏ hết tất cả các bút còn lại ở trong ly nhỏ giùm cô nha. Bỏ vào ly lớn nha. Rồi các bạn cầm cái ly mình vừa hoàn thành xong, cầm lên gửi có thơm không ta? Cầm lên gửi có thơm không? Rồi, ngon không? Ngon không? Xin chú em đã không? Bạn thấy hôm nay mình có giỏi không? Có thay nữa. Giỏi không? Rồi, có bạn nào đã biết nó là gieo trái cây rồi giơ tay. À, chọn kèo ăn uống miếng đi không? Giơ tay lên đi. Bạn nào ta? Rồi, bây giờ cô hỏi nha. Bước đầu tiên chúng ta phải có gì? Có bút. Rồi gì nữa? Đúng rồi, bả giao ô sữa chua rồi có gì nữa ta? Có bút rồi, có sữa chua rồi có gì nữa? Đúng rồi, có đá nữa. Các bạn nào nhớ cách tung? Ở bao bạn? Cuối cùng là gì ta? Thấy không? Không, bước cuối cùng là còn gì nữa? Đúng rồi, bỏ bút vào trộn đều và thưởng thức được không? Đẹp. Rồi, chơi ta. Rồi, bây giờ chúng ta chơi. Rồi, thưởng ra đồng chức của bố mẹ và tài nhỏ hát bước ngoài biển nha. Chơi lên, bước thử tình lên để cho bố mẹ thấy nha. Rồi, bây giờ cô đến 1, 2, 3, các bạn còn tiếp đi, người lớn của cô rồi đó. 1, 2, 3. Rồi, các bạn nhỏ cô rất là nhỏ luôn. Rồi, cô lại còn cách chặt vòng chơi nhỏ này. Để các bạn cô đồ thời gian của mình nhé. Bởi bạn sẽ được một phiếu nha. Ôi, quá nhẫn kìa. Rồi, khi mà cô thấy các bạn thân, các bạn nói dùng cái cô nè. Rồi, cô cũng cảm ơn tất cả các bạn đã làm cái mặt cho cô.